Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series khám phá những chiếc túi bí ẩn. Và chiếc túi ngày hôm nay chúng ta khám phá là một cái túi có màu xanh nước biển, bên ngoài in hình ui một nhân vật với cái đầu là TV. Không biết đây có phải là TV Man hay không nữa. Bởi vì các bạn ơi, cánh tay áo của ông này nhìn nó rất là lạ, giống như là người thoát ra từ trong rạp xiếc vậy. Đã thế lại còn có con mắt, trong khi mình nhớ rằng TV Man chỉ có một vài cái biểu cảm bình thường, tức là một cái ký hiệu cười hoặc là giận dữ, sau đó màn hình biến đỏ hoặc là biến màu trắng mà thôi. Lại còn đội thêm cả một cái mũ mà trên đó có biểu tượng như đang phát wifi này các bạn ơi. Bạn có tò mò muốn biết chiếc túi bí ẩn ngày hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta món đồ gì hay không? Đừng quên hãy like và đăng ký kênh cho mình nha. Hay bởi vì cái bàn của mình nhỏ cho nên mình sẽ lôi hết những thứ có ở trong chiếc túi này ra. Ui trời ơi, ngay đầu tiên đã bốc phải một chiếc túi mà bên ngoài là quái vật TV Man rồi. Tiếp theo sẽ là một anh speaker, không biết speaker hay là radio nữa, nhưng cái này rất là giống cái loa các bạn nhỉ. Anh ấy đang làm gì đây? Anh ấy đang bò trên đất đấy. Chiếc túi thứ ba lại là anh TV, không biết phải TV Man không, kỳ thật luôn. Anh TV lần này đang cười với hàm trên hàm dưới 7 cái răng rất là sắc nhọn và con mắt cũng đỏ ngầu. Ôi ông TV này là một người đầu bếp hay sao? Bởi vì mình thấy một cái mũ người đầu bếp đang đội ở trên thế này và cả áo trắng nữa. Còn nữa hay không? Bên ngoài là G-Man cùng với lại Astro. Hai nhân vật này đang nói chuyện với nhau hay sao này? Không biết đang nói chuyện với nhau hay là đang chiến đấu nữa. Còn nữa không nhỉ? Ôi còn một chiếc túi cuối cùng mà bên trong là một nhân vật. Nhân vật này mình chưa biết tên. Tóc vuốt keo lên giống như là hai cái tai của con cáo. Và tay đang cầm theo. Cái này giống bóng đèn quá trời luôn. Áo rất là lịch sự màu đỏ. Đeo găng tay. Vậy là trong chiếc túi màu xanh nước biển in hình anh TV này, mình đã có 5 cái túi với rất nhiều hình ảnh khác nhau. Có cả nhân vật mình nhận ra, cũng có nhân vật mình không biết. Bây giờ mình sẽ chọn một cái túi mà in hình nhân vật mình nhận biết được. Đó chính là túi bên ngoài có nhân vật Astro cùng với lại G-Man đang nói chuyện với nhau. Lắc lắc thì không thấy kêu, nhưng mà nắn thì rất cứng các bạn ạ. Bên trong món đồ gì đây? Ôi trời. Đây là một cái máy ảnh cả nhà ơi. Máy ảnh bên ngoài vàng chóe và có cả một cái móc treo này. Móc treo này các bạn có thể sử dụng nó để treo vào móc chìa khóa hay là treo vào ba lô cặp sách thì thỏa mãn gia đình cũng vui phết đấy. Một tấm đề can dán vào, một cái nút bấm màu hồng. Đây là cái gì nhỉ? Cái này có gỡ được ra không? Không, cái này không gỡ được ra. Khi mà chúng ta cho vào mắt và bấm ấy, nó sẽ ra lần lượt chẳng hạn như là con rùa, con sóc, rồi thì con cá heo có cả một đàn cá heo luôn. Cái máy ảnh đồ chơi ẩn bên trong nó là các loài động vật dưới đại dương đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ mở chiếc túi thứ hai là một nhân vật mà mình không biết tên. Nếu không biết tên thì khó nói lắm nhờ các bạn. Chờ một chút, mình sẽ sử dụng điện thoại và kiểm tra xem nhân vật với mái tóc màu đỏ, áo màu đỏ, có mái tóc đang vuốt ngược lên trời là nhân vật gì nhá. Thế là nhân vật gì đây? Ồ các bạn ơi, đây là một nhân vật ở trong bộ phim Khách sạn Hasbin. Và người đàn ông này có tên là Alastor. Sau khi tìm hiểu mình biết rằng Khách sạn Hasbin là một khách sạn không phải được xây dựng ở trên đất liền, cũng không phải trên biển, mà là một khách sạn được xây dựng ở dưới địa ngục. Nhân vật chính của bộ phim đó là một người phụ nữ có tên là Charlie. Cô ấy là công chúa của địa ngục và xây cái khách sạn đó không phải nhằm mục đích là kinh doanh, mà để cứu rỗi các linh hồn, giúp họ mau chóng lên thiên đường nhằm giảm bớt áp lực dân số dưới địa ngục. Thôi, bây giờ mình sẽ mở cái túi này ra. Chiếc túi in hình nhân vật Alastor sẽ mang đến cho chúng ta món đồ gì nha? Ui, Lego, rất là nhiều Lego luôn các bạn ơi. Đây là cái đầu của nhân vật Alastor trong Hasbin Hotel các bạn ơi. Phần mắt với cái miệng là được dán sticker nhé. Mắt đó chót với cái miệng toàn là răng. Răng nó giống như là răng của cái lưỡi cưa ấy. Phần trước mái này có một cái khối Lego giống như là cánh chim, nhưng mà mình nghĩ rằng nó không phải là cánh chim đâu. Chẳng qua là cậu ấy vuốt tóc lên, thành ra cái kiểu nó như vậy. Trái và phải đều có những cái giống như là cái cánh chim. À không, cái này không giống như là cánh chim nữa rồi, mà nó giống như là một ngọn lửa phía bên tay trái, tay phải và cả phía đằng sau. Bởi vì nhuộm đen cho nên các khối Lego màu đen đang được sử dụng ở trên cái đầu này đây này các bạn. Nó còn có thêm những cái khối Lego nhọn nhô lên. Bình thường sử dụng cái khối Lego nhọn này vào cái gì nhỉ? Vào những cái miếng giáp của các nhân vật trong Skibidi Toilet đúng không? Nhưng mà lần này nó được trang trí lên cái đầu của nhân vật rồi. Quần áo bằng Lego mình ghép ra toàn là màu đỏ. À không, không phải là màu đỏ 100%, nó cũng có một chút là màu đỏ sẫm bên trên nơi lát nữa gắn cái đầu, còn là khối Lego màu đen cơ. Đây chắc là một loại vest dài với hai cánh xẻ tà được thể bằng khối Lego. Mặc vest nhưng mà sau khi ghép thành Lego nó như là một chiếc xì các bạn nhở. Hai bên cầu vai còn có thêm những khối Lego nhọn cũng được mắc lên trên. Phần đuôi của nó được xẻ tà ra hai bên giúp chúng ta có thể dễ dàng tạo hình. Và sao cái chân này nó lại dài thế các bạn ơi? Chiều dài của nó có vẻ không được hợp lý lắm so với lại cái chiều dài của thân cũng như cái đầu. Mình đoán rằng đôi chân này đã được cách điệu lên. Phần đầu vẫn thân bình thường nhưng mà chân thì đúng là dài 1m8 luôn các bạn nhá. Phần đế dài này còn được sử dụng một khối Lego màu đen. Và bởi vì nó cũng có 3 đốt gồm có đùi, phần cẳng chân và bàn chân, giúp cho chúng ta lát nữa sau khi ghép vào có thể tạo được mọi hình dáng của một cái chân bình thường, chẳng hạn như bước đi, chuyển động, ngồi, đứng hay là một cái gì đó mà các bạn tùy nghĩ ra.
hai cái cánh tay cũng đã hoàn thành rồi. Hơi kỳ lạ một chút là tại sao bàn chân thì sử dụng khối Lego màu đỏ sẫm, còn cánh tay này lại sử dụng màu đỏ tươi. À, cả cái tay màu trắng nữa. Màu trắng này mình nghĩ rằng cậu ấy đang đeo găng tay chứ không phải là bàn tay màu trắng đâu nha. Cuối cùng là vũ khí. Đâu bà ơi, từ trước giờ mình hay ghét mấy nhân vật thường xuyên đấm đá nên nói đây là vũ khí, mà đây thì không phải là vũ khí các bạn ạ. Đây nó giống như là một cây quyền trượng được ghép bởi ba thanh Lego cũng tương đối dài đấy. Phần trên đỉnh đầu này còn có thêm hai khối Lego màu trắng và màu đen tượng trưng cho cái mic, nhưng mà sao nó lại giống viên thuốc quá các bạn nhờ. Thế là các bộ phận của nhân vật Alastor mình đã ghép xong xuôi hết rồi. Bây giờ hãy cùng với mình, chúng ta sẽ gộp tất cả các chi tiết đó lại để tạo thành một nhân vật Alastor hoàn chỉnh nha. Mình sẽ ghép tay trước, cánh tay bên phải cũng sẽ được ghép vào cơ thể, chân phải siêu dài ghép vào luôn, chân bên trái nữa này các bạn. Và chi tiết cuối cùng ngầu nhất chính là cái đầu, sẽ được lắp ngay vào cái phần cổ đây. Quên mất cái đầu chưa phải là chi tiết cuối cùng đâu, chúng ta còn một cây quyền trượng nữa này, mình sẽ gắn nó lên cánh tay phải. Đấy. Vậy là bộ Lego đầu tiên trong video ngày hôm nay là một nhân vật trong khách sạn Hasbin Hotel có tên là Alastor đã được mình ghép xong rồi. Cậu ấy có một cái mái tóc màu đỏ sẫm, đằng sau nhuộm đen, cánh tay phải đang cầm theo một cái cây quyền trượng mà bên trên nó giống như là một cái viên thuốc, thực ra nó là một cái mic đấy các bạn ơi. Áo vest màu đỏ, đôi bàn tay đang đeo găng tay màu trắng này, mặc quần màu đỏ sẫm và đi đôi giày cũng màu đỏ luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với chiếc túi bí ẩn thứ 3. Lần này mình sẽ chọn chiếc túi mà bên ngoài in hình anh Speakerman, mặc cái áo màu trắng kèm theo loa cũng màu trắng luôn. Nhưng mà anh ấy đang làm cái gì ở dưới sàn này nhờ các bạn, hay là đang lau sàn? Chắc không phải lau sàn đâu, bởi vì phía sau anh ấy mình thấy có cả một anh cameraman với cái đầu là cái camera của ngày xưa. Phía bên này còn có thêm một cánh tay, nhưng mà bởi vì ảnh bị mất góc rồi không xác định được nhân vật có cái áo màu xanh sẫm này là nhân vật gì nữa. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nha. Là gì đây? Các bạn ơi, bên trong cũng là Lego này. Không biết lần này chúng ta sẽ nhận được nhân vật gì đây? Áo màu đen lại còn có một vài cái hoa văn màu đỏ, trước ngực có một vòng tròn cũng màu đỏ. Thế thì nhân vật này không thể nào nhầm yêu được. Đây sẽ là một anh Speakerman. Bởi vì ở trong vũ trụ Skibidi Toilet làm gì có nhân vật nào áo màu đỏ đâu các bạn nhờ. Màu sắc nó gần như là gắn liền với nhân vật rồi. Màu vàng Clockman, màu đen Cameraman, màu đỏ Speakerman, màu trắng Pencilman và rất là nhiều các nhân vật khác. Nhưng hầu hết tụi nó đều có một cái màu xám trắng. Thì này các bạn ơi, mình nói có sai đâu. Một cái đầu của anh Speakerman, Titan Speakerman luôn. Bởi vì phần nhô bên trên cao nhất này có một cái chi tiết nhô ra để bảo vệ cho cái loa ở trên cùng này. Mặc dù đây là phiên bản mini, nhưng rất có thể anh mini Titan Speakerman này là Titan Speakerman nâng cấp mới nhất đấy các bạn. Úi trời, tại sao ngay từ đầu mình không nhìn ra một khối Lego với hình dáng của một cây đàn? Ngoài hai cái loa gắn ở trên đầu, mình đã ghép thêm hai cái loa gắn ở phía sau lưng. Phần ngoài của cái loa này được trang trí bởi hai khối Lego là những cái răng nhọn cũng màu đỏ luôn. Nó có vẻ giống như là anh Titan Speakerman mà mình ghép hôm trước đúng không? Nhưng mà anh đó số lượng Lego nhiều hơn, cho nên anh ấy đã sở hữu đôi loa to hơn và không phải là những cái gai nhọn như thế này. Nãy giờ được 5 cái loa rồi đúng không? Còn thêm đôi loa với bát màu trắng đây này các bạn ạ. Cũng bởi vì mình có khá nhiều Titan Speakerman từ phiên bản ngày xưa cho đến bản update 3.0 hay là 4.0, cho nên mình hơi bị lười khi mà mua Titan Speakerman mới. Tuy nhiên mình biết trong bản nâng cấp mới nhất lần này anh ấy lại có thêm cây đàn và bộ quần áo cũng trở nên ngầu hơn. Các bạn ơi, vậy là mình vừa mới ghép xong anh Titan Speakerman phiên bản mini nâng cấp mới nhất, trên tay cầm theo một cây đàn màu đỏ. Hỏi bây giờ cứ mỗi lần nâng cấp hình như số lượng loa ở trên người của anh ấy lại tăng lên phải không các bạn ơi? Cái loa gắn ở trên đầu thì là loại tròn, còn những cái loa ở phía sau gồm có cả màu đỏ và màu trắng. Ở bên trong nên mình thấy có cái lỗ, nhìn từ phía đằng sau các bạn sẽ thấy hai quả tên lửa đẩy được gắn ở phía đuôi của 4 cái loa, 7 cái cột loa và tổng cộng 13 cái bát loa, nói một dàn âm thanh chưa kể một cây đàn ở phía trước nữa. Ôi mình xin lỗi nha, hồi nãy đếm vội quá thành ra nhầm, anh này có tổng cộng là 17 cái bát loa tất cả cơ. Và hai cái loa ở bên ngoài cùng ấy, nó còn được thêm 4 cái khối Lego nhọn màu đỏ này, giúp cho anh ấy tăng thêm phần hầm hố các bạn ạ. A few inches later. Chiếc túi thứ tư là nhân vật Monster TV Man, đang hình như là đang chuẩn bị đớp anh Siren Titan đấy các bạn. Hồi nãy toàn là màu đen nên mình hơi khó nhìn, bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy bên dưới mấy cái xanh xanh này là mặt cùng với lõi của Siren Titan đó. Không biết trong chiếc túi này chúng ta sẽ nhận được món đồ gì đây. Bên trong là một con thú này giống như là con mèo nhưng cũng có vẻ giống con gấu, có màu xanh cực kỳ đẹp. Mình nghĩ rằng đây là một con gấu các bạn ạ, bởi vì cái mũi của nó hơi nhô lên này, sau đó đôi tai lại nhỏ nhỏ nữa, nên 100% đây không phải con mèo. À đấy, lại còn cái bụng bự này nữa chứ. Ui, bạn gấu này sở thích lắm nha các bạn ơi. Đây các bạn này, bóp kiểu gì đi chăng nữa thì cuối cùng nó vẫn trở về hình dáng ban đầu. Có điều là hơi bị nhỏ, tay mình cầm vào nó quá bé, không hề dính một chút nào nhá, nó khô cực kỳ á. Cái này có tác dụng là có tác dụng là nắn bóp thôi. Rất là cute và đáng yêu phải không các bạn.
Bây giờ chỉ còn một chiếc túi cuối cùng. Bên ngoài là một nhân vật có cái mặt hình cái TV. Nhưng đây không phải là TV Man đâu các bạn ơi. Lúc đầu tiên mình cũng nghĩ đây là anh TV Man. Nhưng có một vài điều kỳ quặc mình cũng đã nói ra rồi. Là cái mặt thì màu xanh này rồi có cả đôi mắt màu đỏ. Trong khi TV Man thì không hề nhìn thấy bất kỳ một cái trạng thái nào giống như thế này. Đây chính là một nhân vật trong khách sạn Hasbin. Và từ bức tranh này có thể thấy ông TV này là một người đầu bếp đang nấu ăn. Có điều thức ăn không phải là thức ăn bình thường. Các bạn thấy bức tường phía sau ông đấy không? Toàn là màu đỏ, màu đỏ máu đấy. Mình sẽ bóc ra xem bên trong là cái gì. Ui, lại là Lego rồi. Có vẻ nhân vật lần này mình ghép sẽ không to đâu các bạn ạ. Bởi vì đôi bàn tay cùng với cánh tay nó chỉ dài chừng này thôi. Quá là ngắn luôn. Và mình còn không cả thấy cái phần bắp tay cũng như là cẳng tay mà bây giờ được ghép chung với nhau rồi. Và bên trên là khối Lego màu đen, chắc là mặc áo đen rồi. Còn bên dưới màu trắng. Có khi nào giống như nhân vật Alastor cũng là đeo găng tay không nhỏ cả nhà ơi. Đây là cơ thể khá là nhỏ nhắn và thon gọn có phải không? Nhân vật này đang mặc một cái áo màu đỏ sẫm. Ở bên trong có cả màu đỏ tươi đỏ nhạt nhá. Nhưng mà chúng ta sẽ rất khó nhìn. Phía mặt trước là những cái hoa văn họa tiết trang trí bằng những khối Lego, giống như là cái áo bên trong của bộ đồ com lê. Ngoài ra nó cũng có một nơi để lát nữa chúng ta sẽ ghép đầu. Mà cái nơi ghép đầu này nó khá giống với lại nơi ghép đầu của nhân vật Alastor mà lúc đầu tiên mình ghép. Cái chân cả nhà ơi, đi giày đen nhưng mà lại có một đốt màu trắng, cho nên mình không hiểu đây là đi đôi giày loại gì nữa. Có khi nào không phải giày mà đang đi một đôi dép hay không? Phần đùi, phần cẳng chân là đang mặc quần đen, cho nên sử dụng khối Lego màu đen luôn. Ít nhất thì cái chân này cũng đỡ hơn cánh tay, bởi vì chúng ta còn thấy 1, 2 có 2 khớp chuyển động. Đây không phải là một con quái vật. Lúc trước khi ghép mình vẫn nghĩ sẽ ra một con quái vật gì đây. Bởi vì khách sạn Hasbin ý thì toàn là quái vật với lại mọi thứ ở dưới địa ngục mà. Nhưng mà khuôn mặt mình ghép xong, nó lại là một cô gái cực kỳ cute và đáng yêu với mái tóc màu vàng. Vàng này chắc là vàng tự nhiên rồi, không phải là vàng nhuốm. Đôi mắt to tròn trong sáng, mắt đang cười mỉm. Phía trên tóc còn thắt hai cái nơ màu đỏ đây này. Mà ở trong Hasbin Hotel, cô gái có mái tóc màu vàng thì rất có thể đây là nhân vật Charlie rồi. Và đây là một bộ Lego trong Hasbin Hotel đã được mình hoàn thành. Công chúa Charlie với mái tóc màu vàng, bên trên có nơ màu đỏ. Mặc dù sống ở dưới địa ngục nhưng mà cô ấy rất là tốt tính nha. Mặc quần áo bình thường, không diêm dúa như là công chúa. Áo màu đen, bó sát, quần đen, giày hơi kỳ một chút. Cánh tay lúc nãy mình chê cánh tay ngắn nhưng mà sau khi ghép lên ấy thì nó cũng tương đối là hợp với lại cơ thể nhỏ nhỏ này, có đúng không cả nhà? Chưa kể đến khuôn mặt cực kỳ cute đáng yêu này nữa. Vậy là trong video ngày hôm nay, ngoài trừ những món đồ chơi hay là những món đồ xả sơ chết ra, mình đã có thêm 3 bộ Lego nữa. Đầu tiên là một anh Titan Speakerman phiên bản mini nâng cấp mới nhất, tay cầm theo một cây đàn màu đỏ. Ngoài ra chúng ta còn có thêm 2 nhân vật trong series khác vũ trụ Skibidi Toilet, đó là công chúa Charlie cùng với Alastor. Một bên thì có khuôn mặt rất đáng yêu, còn một bên thì hơi ghê một chút. Các bạn thấy anh Titan Speakerman phiên bản nâng cấp ngầu hơn hay là nhân vật Alastor ngầu hơn? Comment cho mình biết nha. Chứ mình là mình thích Alastor rồi đấy.